Lịch ngày tốt, đón lành, tránh dữ. Lịch ngày tốt xin chào quý anh chị và các bạn. Rất vui được chào đón quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Lịch ngày tốt. Ngay sau đây, Lịch ngày tốt xin mời quý anh chị và các bạn theo dõi vận trình tử vi thứ 3 ngày 15 tháng 10 năm 2024 của 12 con giáp để đón may mắn tránh xui xẻo cụ thể như sau. Thông tin tổng quan ngày 15 tháng 10 năm 2024, tức ngày 13 tháng 9 âm lịch, ngày Nhâm Tý, trực, mãn nên cầu tài, cầu phúc, tế tự. Tuổi xung ngày, Giáp Ngọ, Canh Ngọ, Bính Tuất, Bính Thìn. Tuổi hợp trong ngày, ngày Tý lục hợp Sửu, tam hợp Thìn và thân thành Thủy cục. Giờ hoàng đạo, Canh Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, Kỷ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ, hướng tốt xuất hành, hướng Nam, hướng Tây. Xem tử vi hàng ngày dự báo 4 tuổi đón lộc bất ngờ trong ngày thứ 3 này sẽ là tuổi Thân, tuổi Ngọ, tuổi Thìn và tuổi Tỵ. Để biết vận trình của bạn tốt xấu ra sao, mời quý anh chị và các bạn cùng Lịch ngày tốt xem tử vi ngày 15 tháng 10 năm 2024 của 12 con giáp, chi tiết từng tuổi ngay sau đây. Tử vi tuổi Tý. Tuổi Tý có thể gặp khó khăn trên phương diện tài chính do kiếp tài tác động, bản mệnh chật vật kiếm tiền nhưng chưa chắc đã thỏa mong ước, có quá nhiều vật cản mà bạn cũng không ngờ tới. Thời gian này, việc kinh doanh buôn bán khá khó khăn do sức cạnh tranh mạnh, kế hoạch đầu tư hay hợp tác làm ăn có thể bị đổ bể. Kinh doanh quy mô càng nhỏ, càng ít bị ảnh hưởng hơn. Chuyện tình cảm cũng không được suôn sẻ, gia đạo bất an, các thành viên trong gia đình có nhiều bất đồng quan điểm, bản mệnh lại hay nóng giận, không kiềm chế được cảm xúc của mình nên mọi chuyện càng rắc rối hơn. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim, việc kinh doanh buôn bán khó khăn do sức cạnh tranh mạnh. Tử vi tuổi Bính Tý, Thủy, chật vật kiếm tiền nhưng chưa chắc đã thỏa mong ước. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hỏa, kế hoạch đầu tư hay hợp tác làm ăn có thể bị đổ bể. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, kinh doanh quy mô càng nhỏ, càng ít bị ảnh hưởng tiêu cực. Tử vi tuổi Nhâm Tý, Mộc, gia đạo bất an, gia đình có nhiều bất đồng quan điểm. Con số may mắn, 3, 8, giờ tốt, 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, đen, trắng, quý nhân phù trợ, Thìn, Thân, Hợi. Tử vi tuổi Sửu, người tuổi Sửu được cục diện lục hợp nâng đỡ nên công danh sự nghiệp được hưởng lợi rất lớn. Hầu hết các kế hoạch công việc đều diễn ra theo đúng tiến độ, kết quả đạt được cũng khá tích cực, tinh thần làm việc ngày càng lên cao. May mắn góp phần vào thành công của tuổi Sửu trong ngày hôm nay, nhưng cốt lõi vẫn là vì con giáp này có kiến thức và kỹ năng tốt, lại chăm chỉ học hỏi, trau dồi năng lực nên phản ứng rất nhanh nhạy, nắm bắt được thời cơ tốt, mở ra không ít cơ hội thăng tiến cho mình. Đào hoa tuy vượng nhưng có xu hướng vượng quá nên vận trình tình cảm vẫn chưa đâu vào đâu. Người độc thân dễ rơi vào cảnh ngày lắm mối, tối nằm không. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim, công danh sự nghiệp thuận lợi, các kế hoạch diễn ra đúng tiến độ. Tử vi tuổi Đinh Sửu, Thủy, kết quả đạt được tích cực, tinh thần làm việc càng lên cao. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hỏa, biết vận dụng kiến thức và kỹ năng tốt vào công việc. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ, phản ứng rất nhanh nhạy, nắm bắt được thời cơ tốt. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc, đào hoa quá vượng, vận trình tình cảm chưa đâu vào đâu. Con số may mắn, 4, 9, giờ tốt, 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, vàng, xám, quý nhân phù trợ, Tý, Dậu, Hợi. Tử vi tuổi Dần, thực thần xuất hiện, báo tin vui cho tuổi Dần về tài lộc. Bản mệnh nhận nhiều may mắn như ký kết hợp đồng suôn sẻ, tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra thuận lợi. Việc này mang lại cho người tuổi Dần không ít tiền bạc bỏ túi, rủng rỉnh chi tiêu không phải nghĩ. Thế nhưng vấn đề lớn nhất về tài chính mà con giáp này gặp phải là khả năng tiết kiệm chưa cao, bạn vốn hào phóng nên thường không tích lũy được nhiều. Thủy sinh dưỡng cho Mộc, chuyện tình cảm khởi sắc. Người độc thân vượng đào hoa nên sẽ sớm tìm thấy nửa kia ưng ý, chấm dứt tình trạng cô đơn lẻ bóng hiện tại. Các cặp đôi đang trong giai đoạn mặn nồng của tình yêu có thể tính đến chuyện kết hôn để sớm thỏa nguyện yêu thương. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy, nhận nhiều may mắn như ký kết hợp đồng, giao dịch suôn sẻ. Tử vi tuổi Bính Dần, Hỏa, có không ít tiền bạc bỏ túi, rủng rỉnh chi tiêu không phải nghĩ. Tử vi tuổi Mậu Dần, Thổ, vì tính hào phóng nên thường không tích lũy được nhiều. Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc, tiết kiệm sẽ giúp bạn luôn có thể chủ động về tiền bạc. Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim, chuyện tình cảm khởi sắc, người độc thân vượng đào hoa. Con số may mắn, 1, 4, giờ tốt, 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, xanh rêu, trắng, quý nhân phù trợ, Mão, Ngọ, Tuất. Tử vi tuổi Mão,
Ngày tương hình khiến người tuổi Mão cảm thấy cô đơn, lạc lõng trong môi trường công việc hiện tại. Tuy không có khúc mắc cụ thể nào với đồng nghiệp xung quanh, nhưng bạn cảm thấy không ai hiểu và có chung lý tưởng với mình. Về tài chính, có thể mọi thứ chưa có nhiều đột phá, nhưng nguồn thu nhập chính vẫn khá vững vàng. Điều đó có nghĩa là bản mệnh nên tập trung vào công việc hiện tại, tránh ôm đồm quá nhiều việc bên ngoài, kẻo việc gì cũng không đạt được kết quả như ý muốn. Nhờ ngũ hành tương sinh, mối quan hệ tình cảm khá thuận lợi. Thời điểm này cũng rất thích hợp cho các cặp vợ chồng hóa giải mâu thuẫn, giận hờn và hâm nóng tình cảm. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy, cảm thấy cô đơn và lạc lõng trong môi trường công việc. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hỏa, chưa có nhiều đột phá, nguồn thu nhập chính vẫn vững vàng. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, nên tập trung vào công việc hiện tại, tránh ôm đồm quá nhiều. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, mối quan hệ tình cảm thuận lợi, đong đầy yêu thương. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim, thích hợp cho các cặp vợ chồng hóa giải mâu thuẫn. Con số may mắn 6, 9, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lá cây, đen, quý nhân phù trợ, Mùi, Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Thìn, cục diện tam hợp gia tăng cơ hội gặp quý nhân của tuổi Thìn trong hôm nay. Nhờ đó bạn có thể quyết định dứt khoát, lựa chọn rõ ràng mục tiêu đi tới của mình. Bản mệnh biết mình muốn điều gì, cần điều gì và sẵn sàng sống với đam mê của bản thân. Hôm nay cũng là ngày thích hợp để tuổi này bắt đầu mở rộng các lĩnh vực kinh doanh, cho mình cơ hội phát huy năng lực, gia tăng thu nhập ngoài công việc chính của mình. Cát khí tăng mạnh cũng giúp những người tuổi Thìn sẽ có chuyện tình cảm ngày càng viên mãn hơn. Dù bạn là người độc thân hay đã có gia đình thì cũng đều cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc đến tình yêu thương từ những người thân thiết của mình. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hỏa, có cơ hội gặp quý nhân, quyết định dứt khoát, lựa chọn rõ ràng. Tử vi tuổi Bính Thìn, Thổ, biết mình muốn điều gì, sẵn sàng sống với đam mê của bản thân. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, có thể bắt đầu mở rộng các lĩnh vực kinh doanh. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, có cơ hội phát huy năng lực, gia tăng thu nhập. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, chuyện tình cảm ngày càng viên mãn hơn. Con số may mắn 3, 4, giờ tốt 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường nâu, xám, quý nhân phù trợ Tý, Dần, Thân. Tử vi tuổi Tỵ, thiên tài cho thấy vận chính công việc của tuổi Tỵ khởi sắc hơn hẳn, vận khí hanh thông, mưu sự dễ thành, con giáp này gặt hái không ít thành quả tốt đẹp trong sự nghiệp. Dù là người làm công ăn lương hay kinh doanh đều có cơ hội phát triển sự nghiệp như mục tiêu đã đặt ra. Đặc biệt, tài vận của bạn khá sáng, thứ tài khởi phát mạnh, mang tới nhiều may mắn về tiền bạc cho bản mệnh, kinh doanh buôn bán đắt hàng hơn cả mong đợi. Tuy nhiên, đường tình duyên của tuổi Tỵ chưa thực sự hài hòa, ngũ hành xung khắc ảnh hưởng, dường như bạn đang có quá nhiều yêu cầu với nửa kia của mình. Điều này dần gây ra những khúc mắc giữa cả hai, lâu dài chỉ khiến mối quan hệ thêm phần căng thẳng. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hỏa, vận chính công việc khởi sắc, mưu sự dễ thành. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, có cơ hội phát triển sự nghiệp như mục tiêu đã đặt ra. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, thứ tài khởi phát mạnh, mang tới nhiều may mắn về tiền bạc. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, kinh doanh buôn bán đắt hàng, có cơ hội trúng thưởng. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, đường tình duyên chưa hài hòa, mối quan hệ căng thẳng. Con số may mắn 5, 0, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường tím, hồng, quý nhân phù trợ Ngọ, Mùi, Thân. Tử vi tuổi Ngọ, chính tài nhập cục, vận trình tài lộc của người tuổi Ngọ khá vượng, may mắn chỉ là yếu tố phụ, chủ yếu là nhờ vào sự phấn đấu, tích lũy miệt mài của con giáp này suốt thời gian qua. Nhìn chung tiền bạc của bạn đang khá dư dả ở thời điểm này, hãy cố gắng duy trì tình hình này vì bây giờ mới là nửa đầu tháng thôi. Bạn còn có cả những ngày dài phía trước, nếu không có kế hoạch chi tiêu cụ thể thì rất dễ rơi vào tình trạng cháy túi. Chuyện tình cảm của người tuổi này trong ngày này cũng khá lý tưởng. Người độc thân đi đâu cũng có đối tượng để mắt tới. Bản mệnh có thể nhận được nhiều lời đề nghị làm quen hoặc được bày tỏ tình cảm, mang tới nhiều cung bậc cảm xúc cho con giáp này. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim, tài lộc khá vượng nhờ vào sự phấn đấu, tích lũy miệt mài. Tử vi tuổi Bính Ngọ, Thủy, việc đầu tư tưởng như thất bại lại có chuyển biến bất ngờ. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hỏa, tiền bạc dư giả nhưng cần phải có kế hoạch chi tiêu cụ thể. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ, người độc thân đi đâu cũng có đối tượng để mắt tới. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, phương diện tình cảm có nhiều cung bậc cảm xúc thú vị. Con số may mắn 2, 6, giờ tốt 19 giờ đến 12 giờ, màu sắc cát tường đỏ,
Hồng, quý nhân phù trợ Dần, Tị, Tuất. Tử vi tuổi Mùi, ngày Tý Mùi tương hại, đường công danh của người tuổi Mùi gặp nhiều cản trở. Bạn liên tục bị làm khó dễ do các mối quan hệ cạnh tranh tại nơi làm việc. Điều này có thể khiến bản mệnh khó hoàn thành được công việc hoặc bị hư hỏng, mất rất nhiều thời gian khắc phục. Thời gian này tốt nhất bản mệnh không nên khoa trương hoặc tỏ thái độ kiêu ngạo thái quá bởi nó dễ gây phản cảm với người khác. Bất kể là người tài hoa đến mấy cũng khó tránh khỏi sai sót. Vì thế hãy luôn điềm đạm, chín chắn hơn thì mới mong nhận được thiện cảm của mọi người. Trong chuyện tình cảm, bạn cần dành thời gian quan tâm tới đối phương nhiều hơn. Đừng để công việc cuốn đi mà quên mất rằng tình yêu cũng cần nuôi dưỡng và vun vén mỗi ngày. Sự nhàm chán sẽ dần dần giết chết mối quan hệ của hai người. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim, liên tục bị làm khó dễ do cạnh tranh tại nơi làm việc. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy, khó hoàn thành được công việc đúng thời hạn đặt ra. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hỏa, không nên khoa trương hoặc tỏ thái độ kiêu ngạo thái quá. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ, hãy luôn điềm đạm, chín chắn hơn để tránh thị phi rắc rối. Tử vi tuổi Quý Mùi, Mộc, cần dành thời gian quan tâm tới nửa kia nhiều hơn. Con số may mắn 3, 6, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, ghi, nâu, quý nhân phù trợ, Mão, Ngọ, Hợi. Tử vi tuổi Thân được quý nhân tam hợp chỉ đường dẫn lối, nên công việc của con giáp này vẫn đang tiến triển tốt đẹp. Những kế hoạch bản mệnh đã ấp ủ từ lâu, nay đã có thể thực hiện và thu về thành công. Quý nhân cũng phù trợ cho con giáp này gặp được vận may tài lộc khá lớn, nhất là những người làm ăn kinh doanh thì càng có thể thoải mái hưởng thụ công sức của mình làm ra mà không phải lo lắng về tiền bạc nữa. Ngày thủy kim tương sinh, các cặp đôi sẽ có một ngày cảm xúc dâng trào, bản mệnh và người ấy ngày càng hiểu nhau hơn. Những cãi vã, mâu thuẫn trước đây đều được giải quyết và ít đi dần. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy, công việc tiến triển tốt đẹp, kế hoạch ấp ủ được thực hiện. Tử vi tuổi Bính Thân, Hỏa, nhận được sự giúp đỡ của khá nhiều người xung quanh. Tử vi tuổi Mậu Thân, Thổ, quý nhân phù trợ, gặp được vận may tài lộc khá lớn. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc, người làm kinh doanh thoải mái hưởng thụ công sức của mình. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim, các cặp đôi sẽ có một ngày cảm xúc dâng trào, ít cãi vã. Con số may mắn 0, 3, giờ tốt 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, vàng, bạch kim, quý nhân phù trợ, Tị, Dậu, Tuất. Tử vi tuổi Dậu, tương phá cảnh báo người tuổi Dậu về những vấn đề nan giải trong công việc ngày hôm nay. Hung vận xuất hiện kéo theo họa thị phi, con giáp này có thể phải đứng ra để chịu trách nhiệm cho những lỗi lầm không phải do mình. Kẻ tiểu nhân có thể bày mưu hãm hại và đưa ra những lời đồn đoán thất thiệt để mọi người hiểu lầm, chỉ trích con giáp này và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp của bạn. Tốt hơn hết, bản mệnh nên tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, bỏ ngoài tai những lời tiêu cực ảnh hưởng đến tinh thần làm việc. Chuyện tình cảm của người tuổi này cũng đang gặp phải một số vấn đề, bạn cần nghiêm túc xem xét và giải quyết những khúc mắc còn tồn đọng. Thay vì né tránh, hãy trực tiếp đối diện với chúng, bởi bản mệnh có né tránh thì vấn đề cũng chẳng thể tự mất đi. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy, đối mặt với những vấn đề nan giải trong công việc ngày hôm nay. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hỏa, hung vận xuất hiện, kéo theo họa thị phi, uy tín giảm sút. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ, bị kẻ tiểu nhân đưa ra những lời đồn đoán thất thiệt. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc, nên tập trung vào công việc, bỏ ngoài tai những điều tiêu cực. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim, nên thẳng thắn đối diện và giải quyết khúc mắc tình cảm. Con số may mắn 7, 9, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, bạc, xám, quý nhân phù trợ, Thìn, Thân, Tuất. Tử vi tuổi Tuất, hung thần thiên quan báo hiệu, người tuổi Tuất có thể sẽ gặp phải những trở ngại trong công việc. Con giáp này khó có thể hoàn thành nhiệm vụ đúng như kế hoạch đã đề ra, nếu như cứ để tâm hồn lơ lửng trong không trung, thiếu đi sự tập trung. Hung tinh còn ảnh hưởng không ít đến vận trình tài lộc của con giáp này. Điềm báo cho thấy kẻ tiểu nhân tìm cơ hội phá hoại chuyện làm ăn của tuổi Tuất. Vì vậy, bản mệnh cần phải hết sức thận trọng, nếu không sẽ tán tài hao lộc. Thủy thổ xung khắc, vận trình tình cảm không được suôn sẻ cho lắm, nhất là với những người còn độc thân. Nhân duyên ảm đạm, bạn thường ngập ngừng, dễ bỏ lỡ cơ hội đón nhận hạnh phúc của mình. Tử vi tuổi Giáp Tuất, Hỏa, công việc gặp trở ngại, khó hoàn thành nhiệm vụ như kế hoạch. Tử vi tuổi Bính Tuất, Thổ, làm việc nhưng tâm hồn lơ lửng, thiếu tập trung. Tử vi tuổi Mậu Tuất, Mộc, kẻ tiểu nhân tìm cơ hội phá hoại chuyện làm ăn. Tử vi tuổi Canh Tuất, Kim, cần phải hết sức thận trọng, nếu không sẽ tán tài hao lộc. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, Thủy,
tình cảm đi xuống, nhân duyên của người độc thân khá ảm đạm. Con số may mắn 4, 8, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, nâu, đỏ, quý nhân phù trợ, dần, ngọ, dậu. Tử vi tuổi Hợi, tỷ kiên cho thấy người tuổi Hợi đã tìm ra bí quyết để vượt qua không ít khó khăn, trở ngại trong công việc của mình. Con giáp này tìm được sự hứng thú khi làm việc, khả năng sáng tạo sẽ được phát huy tối đa trong ngày hôm nay, mang tới cho bản mệnh những ý tưởng vô cùng độc đáo. Vận trình tài lộc cũng khởi phát mạnh mẽ, các nguồn thu đi từ ổn định đến xu hướng tăng. Điều đó đồng nghĩa với việc cơ hội tăng lương của bản mệnh đã đến. Hãy mạnh dạn đề xuất, khả năng được chấp thuận rất cao. Tuy nhiên, chuyện tình cảm dễ nảy sinh mâu thuẫn, hai người có bất đồng vì nhiều lý do, con giáp này không nên gay gắt chỉ để bảo vệ ý kiến của mình mà làm tổn thương đối phương. Tử vi tuổi Ất Hợi, hỏa, tìm ra bí quyết vượt qua khó khăn, trở ngại trong công việc. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thổ, khả năng sáng tạo sẽ được phát huy tối đa trong ngày. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, mộc, vận trình tài lộc khởi phát mạnh mẽ, các nguồn thu tăng dần. Tử vi tuổi Tân Hợi, kim, có cơ hội tăng lương, có thể mạnh dạn đề xuất. Tử vi tuổi Quý Hợi, thủy, tình cảm nảy sinh mâu thuẫn, có bất đồng vì nhiều lý do. Con số may mắn 2, 7, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, trắng, xanh da trời, quý nhân phù trợ, Tý, Mão, Mùi. Đánh giá tử vi ngày 15 tháng 10 năm 2024 của 12 con giáp. Tuổi nào may mắn nhất trong ngày? Tuổi Thìn, Dần, Ngọ. Con giáp nào vướng nhiều rắc rối nhất? Tuổi Tý, Mùi, Dậu. Trên đây là chi tiết tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi chương trình. Lịch ngày tốt chúc quý anh chị và các bạn một ngày mới tốt lành, bình an và nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất và hữu ích nhất trên kênh Lịch ngày tốt nhé!